Xin kính chào buổi sáng quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Chào ngày mới của truyền hình Nhân dân. Trước khi bắt đầu chương trình sáng nay ngày 25 tháng 2, xin kính chúc quý vị ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Còn bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị, hôm qua ngày 24 tháng 2, lô vaccine COVID-19 đầu tiên gồm hơn 117.000 liều đã về đến Việt Nam và sẽ ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng tuyến đầu và các đối tượng ưu tiên theo quy định của chính phủ trong bối cảnh nguồn cung vaccine tại Việt Nam còn hạn chế. Các đối tượng ưu tiên bao gồm nhân viên y tế, nhân viên tham gia phòng chống dịch, ban chỉ đạo các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên, nhân viên ngoại giao, hải quan, lực lượng quân đội, công an, giáo viên, người trên 65 tuổi. Vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được cấp phép lưu hành, có điều kiện hoặc phê duyệt sử dụng khẩn cấp tại hơn 50 quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine này nhằm đẩy nhanh quá trình tiếp cận vaccine cho hơn 145 quốc gia. Hiện nay, Bộ Y tế đang nỗ lực đàm phán với các nhà sản xuất vaccine khác để cung cấp đầy đủ vaccine cho người dân trong năm 2021. Trước những băn khoăn của người dân về nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 qua các mặt hàng thực phẩm, nông sản từ vùng dịch được giải cứu, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có một số ý kiến về vấn đề này. Theo thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, virus SARS-CoV-2 có thể sống trên bề mặt khác nhau tại mọi nơi từ vài giờ cho đến vài ngày. Tuy nhiên hiện tại chưa có thông tin về virus có thể sống bao lâu trên thực phẩm và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cũng thông báo chưa có thông tin về khả năng virus SARS-CoV-2 có thể lây lan qua thực phẩm tươi hoặc thực phẩm đóng gói. Cho đến khi có kết quả nghiên cứu chính thức, người dân nên chủ động thực hiện các khuyến cáo phòng dịch khi tiếp xúc, trao đổi hàng hóa như vệ sinh, rửa tay sau khi cầm nắm thực phẩm, đeo khẩu trang khi đi chợ, làm sạch các dụng cụ đựng thực phẩm thường xuyên. Trước việc phát hiện thêm liên tiếp 3 ca dương tính virus SARS-CoV-2 trong 2 ngày 23 và 24 tháng 2, Hải Phòng đã tổ chức phun khử khuẩn toàn thành phố. Trung tâm y tế dự phòng thành phố Hải Phòng, à, Trung tâm y tế dự phòng thành phố phối hợp phòng hóa học, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và một số đơn vị liên quan phun 560 kg hóa chất chloramin B 25% clo hoạt tính hòa tan trong nước, khử trùng toàn bộ các tuyến đường chính của thành phố với tổng số khoảng 300 km. Lần phun này thì xe quân đội sẽ vào sâu xung quanh nhà các F0, F1 vừa xuất hiện trên địa bàn. Đợt phun trước đó vào ngày 29 tháng 1, Hải Phòng cũng đã phun khử khuẩn trên 700 km đường phố. Thưa quý vị, nếu nhu cầu nhập cảnh vào Hà Nội tăng cao trở lại, Sở Y tế đề nghị thành phố mở rộng thêm các cơ sở cách ly tập trung tại một số khách sạn trên địa bàn. Cùng với đó, đề nghị thành phố cho phép sử dụng các khách sạn từ 1 cho đến 2 sao và tương đương để đáp ứng các điều kiện, tiêu chí theo Bộ Y tế được làm khu cách ly tập trung nhằm phục vụ cho các đối tượng khách có mức chi trả trung bình Hà Nội có 23 cơ sở cách ly tập trung, trong đó 5 cơ sở cách ly tập trung do Bộ Tư lệnh Thủ đô quản lý, 18 khách sạn, ngoài ra thành phố còn có 2 cơ sở được trưng dụng làm cơ sở cách ly do Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng tại khu cách ly thực hiện nghiêm hướng dẫn của ban quản lý khu cách ly và chuyên môn của ngành y tế, bảo đảm không có đối tượng bị cách ly bỏ trốn hoặc vi phạm nội quy phải xử lý. Cùng với đó, tại các khách sạn cần tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ khách cách ly, tránh để lọt dịch bệnh ra cộng đồng đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, bán theo giá đã niêm yết. Sở Y tế Đồng Nai cho biết đơn vị đã có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh mua 6,2 triệu liều vaccine COVID-19, tiêm miễn phí cho 3,1 triệu người trên địa bàn tỉnh. Nguồn kinh phí được trích từ ngân sách địa phương. Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong cả nước và trên thế giới, vaccine được coi là giải pháp hữu hiệu làm giảm tỷ lệ mắc bảo vệ sức khỏe người dân, góp phần đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường. Trước mắt, Sở Y tế đề xuất tiêm miễn phí cho người dân có hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai để bảo đảm miễn dịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Ngày 24 tháng 2 tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 và các địa phương trong toàn quốc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết tỉnh quyết định sẽ dành tối thiểu 500 tỷ đồng để mua vaccine phòng COVID-19 và triển khai tiêm phòng cho toàn dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất có thể. Tỉnh tiếp tục hạn chế tối đa mua sắm tài sản, cắt giảm chi phí hội họp, đào tạo, tham quan học tập kinh nghiệm, từ đó dành nguồn lực cùng với các nguồn lực hợp pháp khác tối thiểu 500 tỷ đồng để sẵn sàng cho việc mua vaccine phòng ngừa COVID-19 và triển khai tiêm phòng cho toàn dân trên địa bàn tỉnh vừa qua bộ tư lệnh bộ đội biên phòng thành lập hai đoàn kiểm tra các điểm chốt dọc tuyến biên giới các tỉnh phía nam chỉ đạo bộ đội biên phòng các tỉnh tiếp tục siết chặt công tác quản lý kiểm soát giám sát chặt chẽ khu vực biên giới để kịp thời phát hiện người xuất nhập cảnh trái phép nhằm tránh nguy cơ mang dịch bệnh vào trong nước Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra các đồn chốt của Bộ đội Biên phòng Kiên Giang dọc tuyến biên giới. Qua kiểm tra, đoàn đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ người phương tiện xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, chốt chặn các đường mòn, lối mở, đường sông, đường biển, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng công an, dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ, quản lý chặt công tác tạm trú, tạm vắng và người cư trú trên tuyến biên giới. Đồng thời yêu cầu các đơn vị quán triệt cho cán bộ chiến sĩ tinh thần chống dịch cao nhất không lơ là chủ quan. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang 50 triệu đồng nhằm động viên cán bộ chiến sĩ phòng chống dịch trên tuyến biên giới. Đồng hành với ngư dân thực hiện chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp để nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu đối với thủy sản Việt Nam đã trở thành một việc làm thường xuyên của các cán bộ chiến sĩ vùng Nam Hải quân. Và ngay trong những ngày đầu năm của năm 2021 này, thì đơn vị tiếp tục có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa để giúp cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển và phát triển kinh tế. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ vùng 5 Hải quân đến các làng trài xã Đào hay xuống tận các lồng bè tàu cá để tuyên truyền biển đảo và pháp luật cho ngư dân như thế này từ lâu đã trở nên quen thuộc, gần gũi với những người dân vùng biển Tây Nam được các anh dùng năm đến tận cả tổ quốc cho bà con chúng tôi rồi phát tờ rơi cho tôi tôi thì thì tôi cũng cảm ơn thì mong sau này mấy anh cũng đồng hành với tôi tôi để giúp tụi tôi vươn khơi bám biển chỉ tính riêng trong năm 2020 và đầu năm 2021, vùng năm đã điều động 13 lượt tàu xuồng chở 443.000 lít nước ngọt sinh hoạt và 1.000 bình nước lọc cấp miễn phí cho người dân tuyến đảo Tây Nam. Đặc biệt, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã kịp thời cứu giúp 64 ngư dân và hàng chục phương tiện gặp nạn trên biển. Điều đó đã tạo thêm niềm tin rất lớn cho bà con trước mỗi chuyến ra khơi. À, trong thời gian tới vùng năm hải quân chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, các địa phương đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo để tạo cái sự lan tỏa sâu rộng trong các cái tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các cái lực lượng ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên các cái vùng biển đảo của tổ quốc. ngoài ra, chúng tôi cũng tăng cường cái lực lượng tàu trực để vừa kết hợp tuyên truyền, vừa đồng hành giúp đỡ ngư dân làm cho cư dân yên tâm vươn khơi bám biển phát triển kinh tế góp phần bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Vững tay lái, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và luôn có mặt kịp thời mỗi khi ngư dân cần, chính là những người lính hải quân nơi đầu sóng ngọn gió. Những việc làm của các anh đã đang và sẽ luôn là điểm tựa vững chắc để bà con yên tâm ra khơi khai thác hải sản, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển. Xin được tiếp tục chương trình với những nội dung khác. Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn rất phức tạp. Do vậy, để bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác tổ chức giao nhận quân năm 2021, Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương, đặc biệt là cấp quận huyện, nắm chắc số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ. Ngày 27 tháng 2 sẽ tổ chức giao nhận quân tại 21 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Con Tum, Gia Lai, Đắk Lắc, Đắk Nông. Ngày 28 tháng 2 tổ chức giao nhận quân tại 7 tỉnh, thành phố gồm Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Ngày 3 tháng 3 tổ chức giao nhận quân tại 34 tỉnh, thành phố còn lại trên cả nước. Riêng tỉnh Hải Dương tổ chức giao quân vào ngày 9 tháng 3. Dự kiến vào ngày 27 tháng 2, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Thời gian qua thì nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ được chính quyền địa phương ở Đà Nẵng thực hiện. Nhờ đó, thanh niên thành phố Đà Nẵng luôn sẵn sàng lên đường nhập ngũ với tinh thần quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thanh niên Trần Duy Tuệ, Trần Duy Trí là hai anh em sinh đôi chú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, vừa bước sang tuổi 19 chỉ mới nghe người anh cùng xóm kể về đơn vị cũ, không do dự cả hai em viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn phục vụ tổ quốc, đồng thời có thêm trải nghiệm ở môi trường mới. Dạ, hiện tại con thì đang rất bỡ ngỡ khi tới môi trường mới, nhưng mà con sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của nhà nước, địa phương. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã làm gặp gỡ và động viên thì hiện nay tư tưởng gia đình và các thanh niên cũng rất là yên tâm và đảm bảo thì 100% là thanh niên đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, năm nay công tác phát lệnh gọi nhập ngũ được các địa phương tổ chức nhanh gọn, nhiều trường hợp lệnh được mang đến tận nhà để giao cho thanh niên. Nhờ làm tốt công tác vận động, nhất là tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong tuyển quân, ngay từ khi khám tuyển, nên tất cả các gia đình có con em nhập ngũ năm nay đều an tâm tư tưởng. Thì nhìn chung thì tình hình của thanh niên rất là phấn khởi và an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ và sẵn sàng nhập ngũ. Năm nay Đà Nẵng sẽ có hơn 1.260 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 1.000 quân sẽ giao cho 11 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5, hơn 260 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Hiện nay các địa phương đang tập trung cho công tác phát lệnh gọi nhập ngũ song song với hoạt động chăm lo hậu phương quân đội. Đầu năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, thậm chí là còn nguy hiểm hơn so với biến chủng mới của virus khiến tốc độ lây lan nhanh. Dịch bệnh Covid-19 trở lại đang đặt ngành dệt may vào thế khó khi cả năm 2020 đã lao đao vì dịch, chưa kịp hồi phục. Thông tin từ tập đoàn dệt may Việt Nam cho biết, đến nay các đơn hàng xuất khẩu dệt may đã ký tới hết tháng 4 năm 2021, thậm chí một số mặt hàng ký tới hết tháng 8 năm 2021. Tuy nhiên, Việt Nam đang đối mặt với dịch Covid-19 bùng phát trở lại lần 3 khi ngay từ tháng 2 năm 2021, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại, trong khi đơn hàng của các doanh nghiệp đã ký dài hạn, các doanh nghiệp dệt may đang đối mặt với những rủi ro bị hủy đơn hàng các doanh nghiệp dệt may cần cam kết hỗ trợ cho những người lao động phải giãn cách ở nhà mức lương tối thiểu để họ yên tâm rằng sẽ có việc làm trong thời gian tới. Vận động toàn bộ người lao động nghiêm túc thực hiện phòng dịch trong cộng đồng, không tụ tập ngoài giờ, không tham gia các sinh hoạt cộng đồng có đông người. Ở các phóng sự trước, thì truyền hình nhân dân đã phản ánh tình trạng loay hoay tìm lời giải bài toán rác thải tại Đà Lạt. Khi bãi rác Cam Ly đã quá tải từ lâu, còn nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt thì hoạt động y ạch. Và đến thời điểm này thì nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt đã vận hành đúng công suất và tiếp nhận xử lý toàn bộ rác thải của thành phố. Đây là lần đầu tiên sau hơn 5 năm đi vào vận hành, nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt đã tiếp nhận xử lý toàn bộ lượng rác thải của đô thị Đà Lạt. Bình quân mỗi ngày nhà máy xử lý từ 180 đến 210 tấn rác, 66 công nhân và 8 lái xe điều khiển máy móc chia 3 ca để vận hành 2 dây chuyền xử lý rác bây giờ đó là chúng tôi là đang tiếp nhận thành phố là 207 208 một ngày. Đó là nhà máy cũng đang hoạt động là 3K, 2, 3 k 24 tiếng hồn chạy hết luôn. Nói chung cái giá đưa ra về 461 là cũng tạm ổn. Thì như cái ni lông thì mình tái chế hạt nhựa. Còn cái mùng thì mình làm phân vi sinh. Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt do công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường năng lượng xanh làm chủ đầu tư được xây dựng trên diện tích 28 ha tại xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt với tổng mức đầu tư hơn 380 tỷ đồng. Nhà máy chính thức vận hành vào tháng 7 năm 2015 theo công nghệ đốt. Tuy nhiên, quá trình vận hành, nhà máy nhiều lần phải tạm ngưng tiếp nhận rác để hoàn chỉnh dây chuyền công nghệ, khiến chính quyền thành phố Đà Lạt loay hoay chuyện xử lý rác thải đô thị. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết các biện pháp trừng phạt mới đối với dự án đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 mà bộ này nêu trong báo cáo gửi Quốc hội Mỹ hồi tuần trước chưa phải là những biện pháp cuối cùng. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Mỹ không loại trừ khả năng đưa ra các biện pháp bổ sung liên quan dự án dòng chảy phương Bắc 2 nếu cần thiết để đáp ứng yêu cầu của các nghị sĩ. Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ thông qua các biện pháp bổ sung một cách không do dự nếu thực sự cần, Dự án dòng chảy phương Bắc 2 ban đầu dự kiến sẽ được đưa vào vận hành vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, việc lắp đặt các tuyến đường ống đã bị ngưng trệ do Mỹ, quốc gia đang thúc đẩy bán khí đốt hóa lỏng của mình sang châu Âu, đã thông qua các biện pháp trừng phạt đối với dự án. Vào tháng 12 năm 2019, như một phần của đạo luật bảo vệ năng lượng cho châu Âu, yêu cầu các công ty chịu trách nhiệm đặt đường ống ngừng hoạt động. Truyền hình nhà nước Iran vừa đưa tin, Iran chính thức bắt đầu hạn chế các cuộc thanh sát quốc tế đối với các cơ sở hạt nhân của nước này. Đây được xem là động thái mới nhất của Tehran nhằm gia tăng sức ép với các quốc gia châu Âu và chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Iran chưa tiết lộ cụ thể về những hạn chế đối với thanh sát viên Liên hợp quốc tại các cơ sở hạt nhân của mình. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA sẽ bị chặn truy cập vào mạng lưới camera giám sát của Iran tại các địa điểm hạt nhân. Động thái mới nhất của Iran diễn ra sau chuyến thăm vào cuối tuần qua của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đến Tehran để đàm phán về các cơ chế thanh sát. Các hạn chế của Tehran sẽ tác động đến những cuộc thanh sát đột xuất cơ sở hạt nhân. Hôm qua, ngày 24 tháng 2, Malaysia đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng quốc gia vaccine ngừa COVID-19. Thủ tướng Muhyiddin Yassin là người được nhận mũi tiêm đầu tiên. Những mũi tiêm đầu tiên trong chương trình tiêm chủng quốc gia của Malaysia đã được tiêm cho Thủ tướng Muhyiddin Yassin, Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế, Tiến sĩ Nohisan Adulab và bốn quan chức cấp cao của Bộ Y tế Malaysia. Chương trình tiêm chủng quốc gia của Malaysia sẽ chia ra làm 3 giai đoạn, bắt đầu sớm hơn 2 ngày so với dự kiến và sẽ kéo dài đến tháng 2 năm 2022. Các nhân viên y tế tuyến đầu sẽ là đối tượng được ưu tiên trong giai đoạn đầu. Malaysia đã ký hợp đồng mua 66,7 triệu liều vaccine của 5 hãng sản xuất bao gồm Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Oxford, Sinovac, Casino Bio và Sputnik V. Thái Lan cuối tuần qua đã đón 41 du khách đầu tiên đến từ Hàn Quốc theo chương trình cách ly sân golf và 59 du khách châu Âu thuộc chương trình cách ly biệt thự ở Phuket. Đây là một trong những nỗ lực mới nhất nhằm thúc đẩy doanh thu du lịch trong bối cảnh đại dịch của xứ sở chùa vàng. Những vị khách quốc tế khi đến Thái Lan theo chương trình cách ly sân golf sẽ ngay lập tức được xét nghiệm COVID-19, sau đó họ sẽ đi thẳng đến các khu nghỉ dưỡng mà họ đã đăng ký. Khách du lịch sẽ phải ở trong phòng khách sạn của họ trong 3 ngày đầu tiên, trong khi những người tham gia chương trình cách ly trong biệt thự sẽ ở trong phòng 5 ngày. Sau đó họ sẽ được tự do đi lại trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Họ cũng sẽ được xét nghiệm lại vào ngày thứ 9 và ngày thứ 13 kể từ ngày nhập cảnh vào Thái Lan. Sáu sân gôn ở Phuket đã tham gia vào chương trình du lịch này. Các sân được cách ly toàn bộ và có các biện pháp kiểm tra sức khỏe đầy đủ. Các nhà chức trách Thái Lan kỳ vọng mỗi khách du lịch sẽ tạo ra doanh thu ít nhất 100.000 bạt, tương đương 3.000 đô la Mỹ. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với những bài viết đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay. Thưa quý vị, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong năm 2021, Bộ Y tế bảo đảm sẽ cung cấp 90 triệu liều vaccine. Việt Nam sẽ có 90 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021 là bài viết trên báo Sức khỏe và đời sống. Lộ trình cung ứng vaccine dự kiến như sau, quý 1 dự kiến có 1,3 triệu liều, trong đó hơn 117.000 liều đã về vào ngày 24 tháng 2, số còn lại sẽ về vào trong tháng 3. Quý 2 dự kiến có 9,5 triệu liều và quý 3 có 25,9 triệu liều, quý 4 có 51,1 triệu liều. Dự kiến đến năm 2022, nước ta sẽ sản xuất được vaccine. Vaccine của Nanogen sẽ thử nghiệm giai đoạn 2 trong tuần này. Vaccine của IVAC có hiệu quả tốt. Thưa quý vị, ngành y tế đề nghị cần sớm xã hội hóa vaccine để mở rộng việc tiếp cận vaccine của người dân. Ngoài ra, chiến lược vaccine cộng 5K cần được thực hiện hiệu quả, không vì có vaccine mà chủ quan, phải có thứ tự ưu tiên. Theo bài viết trên báo Tuổi Trẻ, việc doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, đồng hành, hỗ trợ cùng với chính quyền để có thêm nhiều vaccine cho người dân là chủ trương hết sức nhân văn. Việc xã hội hóa vaccine sẽ giúp không chỉ cho 11 nhóm đối tượng được Bộ Y tế nêu ra, mà những người dân còn lại đặc biệt là những người nghèo, người yếu thế trong xã hội cũng sẽ được tiếp cận với vaccine. Thưa quý vị, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến cho học sinh ở nhiều tỉnh, thành phố phải tạm dừng đến trường. Vì vậy, hình thức dạy và học trực tuyến được xem là giải pháp hữu hiệu trong thời điểm này để bảo đảm an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai thì việc dạy và học trực tuyến không phải cấp bậc học nào, khu vực nào cũng thực hiện suôn sẻ. Nhiều bất cập trong dạy và học trực tuyến là bài viết trên báo Nhân dân. Theo các chuyên gia giáo dục thì hiện nay các trường chưa giám sát được chất lượng học trực tuyến mà chỉ giám sát được số lượng học sinh vào học. Bên cạnh đó thì hệ thống hạ tầng kỹ thuật như máy tính, đường truyền chưa đồng bộ, song song với đó là trình độ công nghệ của giáo viên, các bậc cha mẹ, học sinh chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là đối với cấp tiểu học. Vì học trực tuyến có những đặc trưng như tâm lý lứa tuổi, kỹ năng cần thiết để học sinh sử dụng thiết bị học trực tuyến cần sự phối hợp của gia đình. Vì vậy phương pháp học trực tuyến chưa thật sự phát huy hiệu quả đối với những đối tượng nhỏ tuổi như lớp 1, lớp 2 và lớp 3. Các địa phương đã lên kế hoạch đón học sinh trở lại trường học từ đầu tháng 3 sau thời gian nghỉ Tết nguyên đán và ngừng đến trường do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường là bài viết trên báo Thanh niên. Đến thời điểm này, các địa phương như Hà Nội, Hải Dương, thành phố Hồ Chí Minh đều dự kiến sẽ cho học sinh trở lại trường học trong tuần tới. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, Trước khi cho học sinh trở lại trường, các nhà trường phải thực hiện việc phun khử khuẩn trường học, sát khuẩn bàn ghế, dụng cụ dạy học, sát khuẩn ô tô đưa đón học sinh, bố trí chậu rửa, xà phòng, nước sát khuẩn. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Bộ Y tế ban hành văn bản hướng dẫn quy trình xử trí các trường hợp F0 và quy trình cách ly tại chỗ các trường hợp F1, F2 và F3 liên quan đến trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, cán bộ nhân viên, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục. Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan thì Việt Nam đã nhập khẩu hơn 11.000 ô tô nguyên chiếc kể từ đầu năm 2021. Con số này khiến cho nhiều người đặt câu hỏi, liệu xe nội có đang mất vị thế trước xe nhập khẩu và ô tô made in Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ công nghiệp ô tô thế giới? Ô tô made in Việt Nam cần thêm chính sách mở đường là bài viết trên báo Lao động. Theo ý kiến của chuyên gia kinh tế, ngành công nghiệp ô tô Việt ở thời điểm này vẫn còn rất nhiều khó khăn và thách thức. Để phát triển hơn nữa, tạo đà cho ô tô Việt cần có những chính sách khơi thông, ngoài chính sách giảm thuế nhập linh kiện, vốn ngốn phần lớn chi phí đầu vào. Các bộ ngành chức năng cần sớm nghiên cứu áp đặt cách đánh thuế tiêu thụ đặc biệt theo phương thức mới. Quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ, chương trình Chào Ngày Mới sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội hấp dẫn khác. Xin mời biên tập viên Khánh Thư. Dự báo thời tiết hôm nay ở cả ba miền đều có nắng ấm, nhiệt độ ở miền Bắc vẫn khá mát mẻ. Và sau đây là nội dung chi tiết về tình hình thời tiết cho các vùng trên cả nước. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, Vùng hội tụ trên cao yếu đi và di chuyển hẳn ra ngoài biển, lúc này Bắc Bộ chỉ còn chịu tác động đơn thuần bởi đới gió đông nam thổi từ rìa khối không khí lạnh suy yếu mang lại. Dù không đủ sức gây mưa, tuy nhiên nó cũng mang đến trạng thái nhiều mây và một lớp sương mù bao phủ trong suốt buổi sáng. Dự báo đến trưa và chiều nay khi gió đông nam yếu đi thì nắng sẽ quay trở lại. Thủ đô Hà Nội cũng như các khu vực khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ 25 đến 26 độ. Còn với các tỉnh Trung du và vùng núi phía Bắc do nhiệt độ ngoài trời đang thấp hơn nên dù vẫn có nắng nhưng mức nhiệt cao nhất trong ngày cũng chỉ ở ngưỡng từ 24 đến 25 độ. Từ gần sáng và ngày mai một đợt không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng đến nước ta, miền Bắc sẽ trở lại với tình trạng mưa ẩm rét về đêm và sáng. Ở miền Trung lúc này chỉ còn khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cũng như là Hà Tĩnh là trời vẫn còn mây nhiều. Tuy nhiên chỉ khoảng 2 tiếng nữa thì suốt dọc từ Thanh Hóa trở xuống tới Bình Thuận đều sẽ có nắng, nhưng cường độ nắng giữa các khu vực là khác nhau dẫn đến nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ bắc vào nam. Cụ thể, ở các tỉnh từ Thanh Hòa đến Hà Tĩnh có nhiệt độ là từ 24 đến 27 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi duy trì mức nhiệt là 27 đến 28 độ. Và các tỉnh từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận có mức nhiệt cao 29 cho đến 31 độ. Ở Nam Bộ với Tây Nguyên, từ nay cho đến hết tuần, thời tiết nhìn chung vẫn là tạnh giáo và có nắng mạnh, với nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên giao động từ 29 đến 32 độ, còn tại Nam Bộ có mức nhiệt là từ 31 đến 34 độ. Ban ngày trời nắng, thậm chí là hơi nóng nhưng đêm và sáng sớm nhiệt độ lại giảm khá sâu, nhất là ở vùng cao nguyên với mức nhiệt thấp chỉ từ 13 cho đến 16 độ, trời rét, vì thế người dân vẫn cần chủ động chuẩn bị trang phục phù hợp để bảo vệ sức khỏe của bản thân. Trên biển, không khí lạnh suy yếu, thời tiết trên các vùng biển của nước ta tiếp tục tốt hơn. Trong ngày hôm nay, các khu vực đều chỉ có gió dưới mức cấp 4 nên sóng chỉ dao động từ 1m cho đến 1m75, biển không động. Mưa rông cũng chỉ xuất hiện thoáng qua ở một vài nơi, thời tiết tốt, thuận lợi cho các hoạt động trên biển của bà con ngư dân. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước. hàng không Việt Nam cho phép các hãng hàng không từ chối bay với những hành khách không khai báo y tế. Ngân hàng nhà nước mới đưa ra quyết sách đáng chú ý điều chỉnh phương án mua ngoại tệ mỗi tuần một lần thay vì mua hàng ngày như trước đây. Việt Nam mua đợt vaccine đầu tiên với giá 2,16 đô la Mỹ một mũi tiêm. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức thị trường đáng chú ý. Trong tuần, đồng đô la Mỹ giảm khoảng 0,2% so với rổ tiền tệ chủ chốt. Đồng euro nhìn chung đi ngang, còn đồng yên Nhật giảm hơn 0,5%. Đồng đô la Úc có liên quan chặt chẽ với giá hàng hóa và triển vọng tăng trưởng toàn cầu đã tăng 1,21% lên 0,7863 đô la Mỹ, cao nhất kể từ tháng 3 năm 2018. Đồng euro chỉ nhích tăng lên 0,21% lên 1,2116 đô la Mỹ. Đồng yên Nhật tăng lên 105,495 đô la Mỹ, cao hơn mức trung bình trong nửa đầu tháng 2 năm 2021. Tính chung cả tuần, đồng bằng Anh tăng hơn 1,1% so với đô la Mỹ lên mức 1,40 đô la Mỹ là tuần tăng tốt nhất kể từ tháng 12 năm 2020. Đồng nhân dân tệ đã sụt giảm mạnh, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 28 tháng 1 là 6,4888 nhân dân tệ 1 đô la Mỹ. Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đã lên mức kỷ lục hơn 7,2 triệu đồng một lượng, chưa lại trừ phí thuế tính theo tỷ giá quy đổi tại ngân hàng Vietcombank là 23.090 đồng một đô la Mỹ. Gần đây giá vàng trong nước luôn cao hơn giá vàng thế giới từ trên 6 triệu đến trên 7 triệu mỗi lượng. Sau ngày vía thần tài, giá vàng trong nước đã giảm khoảng từ 250 đến 300.000 đồng một lượng, trong khi đó giá vàng thế giới chỉ giảm nhẹ vài đô la Mỹ một ounce. Tính trong dịp vía thần tài từ khoảng mùng 8 Tết đến nay, giá vàng trong nước đã giảm khoảng 850.000 đồng một lượng người mua vàng may mắn ngày vía thần tài đã phải chịu lỗ khoảng 850.000 đến 900.000 đồng nếu cần tiền phải bán vàng ngay sau ngày vía thần tài do phải chịu lỗ do giá vàng giảm và lỗ chênh lệch giá mua vào bán ra. Giá vàng thế giới giao dịch tại ngưỡng 1775 đô la Mỹ một ounce, giảm thêm 19 đô la Mỹ một ounce. Tuy nhiên nhìn về trung hạn giữa quý 2, dự báo giá vàng thế giới sẽ lập đỉnh 2100 đô la Mỹ một ounce. Nhờ đó giá trung bình cho cả năm nay có thể đạt khoảng 2063 đô la Mỹ. Ngân hàng nhà nước thực hiện mua ngoại tệ kỳ hạn có hủy ngang mỗi tuần một lần vào ngày thứ tư hàng tuần thay vì mua hàng ngày như trước đây. Đồng thời mua ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng có hủy ngang với tỷ giá mua kỳ hạn là 23.125 Việt Nam đồng một đô la Mỹ bằng mức giá mua giao ngay gần nhất. Mỗi tổ chức tín dụng chỉ được hủy ngang một lần và toàn bộ giá trị giao dịch đối với mỗi bán ngoại tệ cho ngân hàng nhà nước theo phương án này. Người dân đã thích ứng rất nhanh bằng cách chuyển đổi việc mua sắm qua thương mại điện tử không cần thuê mặt bằng, sử dụng nền tảng số của các trang mạng như Foodie, Now và GrabFood. Hàng loạt cửa hàng chuyển sang bán hàng online, tăng số lượng live stream với doanh thu tăng tới 200 đến 300% một ngày. Do số lượng đơn hàng quá tải, nhiều cửa hàng còn phải thuê thêm một số hãng vận chuyển như Ahamove, giao hàng tiết kiệm, Grab hay Viettel Post, Shopee, với mức phí tăng hơn 20%, kéo theo nghề shipper phát triển mạnh. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương, đang có khoảng 10.000 tấn cà rốt, 3.000 tấn rau, 1.000 tấn heo sữa, rau chế biến cùng nhiều mặt hàng khác đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Theo kế hoạch, 80% lượng nông sản nói trên sẽ được xuất khẩu qua cảng Hải Phòng từ nay đến cuối tháng 2 năm 2021. Các doanh nghiệp cũng đã ký hợp đồng với đối tác nước ngoài để đặt lịch tàu biển. Trước tình trạng này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Phòng tạo điều kiện thuận lợi cho các xe container chở nông sản ra cảng Hải Phòng để xuất khẩu, hạn chế thiệt hại cho người sản xuất và kinh doanh nông sản. Đại diện tập đoàn chế tạo linh kiện điện tử của Đài Loan Foxconn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa để xúc tiến thủ tục đầu tư, chọn 3 địa điểm để xây dựng nhà máy tại khu kinh tế Nghi Sơn, khu công nghiệp phía Tây thành phố Thanh Hóa và khu công nghiệp tại huyện Thiệu Hóa. Tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với nhà đầu tư để đẩy nhanh quá trình cấp phép đầu tư dự án. Đại diện Foxconn tại Việt Nam cũng đang xin ý kiến tập đoàn mẹ ở nước ngoài trước khi quyết định đầu tư. Thủ tướng vừa yêu cầu kiểm soát sự phát triển điện mặt trời, không để quá tải lưới điện và gây hậu quả xấu sau này, xử lý nghiêm các xe phạm, nhất là những hành vi trục lợi chính sách trong thời gian triển khai điện mặt trời áp mái trong thời gian qua. Cần đề xuất các biện pháp quản lý có hiệu quả đối với nguồn năng lượng mặt trời, tuyệt đối không để xảy ra sơ hở trong cơ chế chính sách ban hành. Ngoài ra thủ tướng cũng lưu ý việc sớm trình đề án quy hoạch điện 8 đúng tiến độ. Các hãng hàng không được từ chối vận chuyển những hành khách không khai báo y tế theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam. Cục Hàng không Việt Nam cho biết đây là một trong các giải pháp ngăn ngừa dịch Covid-19 tại các sân bay. Nhân viên tiếp xúc trực tiếp với hành khách phải có kính chống giọt bắn và thường xuyên xét nghiệm Covid-19, bảo đảm có kết quả âm tính trước khi vào làm việc, phải đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và phải khai báo y tế. Dự kiến ngày 28 tháng 2, lô vaccine đầu tiên sẽ về đến Việt Nam, cùng khoảng 4,88 triệu liều vaccine của COVAX Facility vaccine COVID-19 AstraZeneca có thể được lưu trữ, vận chuyển và xử lý ở điều kiện lạnh thông thường từ 2 đến 8 độ C trong ít nhất 6 tháng, cho phép sử dụng dễ dàng trong điều kiện cơ sở y tế hiện có. Giá bán cho thị trường châu Âu khoảng 2,16 đô la Mỹ một mũi tiêm. Tuy nhiên khi về Việt Nam, giá thành vaccine dự kiến sẽ ưu đãi để nhiều người dân có thể được sử dụng. chuyển sang các tin tức về giao thông. Một vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15 giờ 46 phút ngày 23 tháng 2 tại km số 679 27 trên tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh thuộc phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Một người đàn ông chạy xe máy không quan sát lao vào cần chắn tự động rồi ngã nhào ra đường ngang, may mắn thoát chết trước mũi tàu SE4. Vào thời điểm xảy ra sự việc, cần chắn tự động phía hai bên đường ngang km 679 027 đã hạ xuống đóng đường ngang để đoàn tàu SE4 đang lưu thông hướng từ Nam ra Bắc chạy qua. Khoảng 2 phút sau, một người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát 75D1 36790 lưu thông trên đường ngang theo hướng từ làng Liễu Cốc Thượng xuống quốc lộ 1, không để ý quan sát nên va vào cần chắn tự động rồi ngã nhào phát hiện sự việc lái tàu phanh khẩn cấp dừng tàu tuy nhiên khoảng cách quá gần đoàn tàu trên đà lao tới hất văng xe máy cũng là lúc người này kịp gồng mình lao ra khỏi đường dây thoát chết trong tích tắc một sự cố xe buýt bốc cháy được ghi nhận vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 2, xe buýt tuyến Bến Thành, An Sương mang biển số 51B20678 khi đang lưu thông qua hầm chui ngã tư An Sương hướng từ trung tâm thành phố ra quận 12 bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe buýt, tuy nhiên trên xe không có hành khách, chỉ có tài xế và nhân viên đã kịp thời thoát được. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 12 phối hợp với lực lượng chức năng đã cho phong tỏa hầm chui An Sương để xử lý vụ việc. Do hầm bị phong tỏa, các phương tiện không được lưu thông qua hầm nên giao thông qua khu vực vòng xoay An Sương bị ảnh hưởng. Hầm chui vòng xoay An Sương vừa được khánh thành toàn bộ vào tháng 9 năm ngoái nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông ở khu vực cửa ngõ này. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho sử dụng phương tiện có sức chứa từ 12 đến dưới 17 chỗ để cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng bằng tuyến xe buýt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong đô thị theo đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cấu trúc mạng lưới giao thông đô thị hiện hữu với nhiều tuyến đường có mặt cắt ngang nhỏ, hành khách gặp khó khăn trong tiếp cận mạng lưới xe buýt là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc người dân không lựa chọn xe buýt. Do đó, phát triển loại hình xe buýt có sức chứa từ 12 đến dưới 17 chỗ, xe buýt nhỏ sẽ mở rộng phạm vi phục vụ. Theo kế hoạch giai đoạn từ năm 2021 đến 2022, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở mới 20 tuyến xe buýt sử dụng phương tiện nhỏ kết nối dọc tuyến đường sắt đô thị số 1, Metro Bến Thành Suối Tiên, 10 tuyến xe buýt kết nối với tuyến xe buýt nhanh BRT số 1, Võ Văn Kiệt Mai Chí Thọ và một số tuyến xe buýt kết nối với các đô thị mới. Quý vị vào ngày 25 tháng 2 năm 2013, văn miếu quốc tử giám đã vinh dự được đón chứng nhận di tích quốc gia đặc biệt và bằng công nhận 82 bia tiến sĩ là di sản tư liệu thế giới. Văn miếu quốc tử giám là nơi thờ khổng tử, nhà tư tưởng đã xây nên nền móng nho học, đồng thời cũng là nơi để đào tạo các trí thức của nhà nước phong kiến. Trong đó những người đứng đầu đều là các nhà khoa bảng lớn, có tâm có tầm với những đóng góp cho dân tộc. Do đó, nơi đây trở thành một cơ quan có chức năng quan trọng trong việc bồi dưỡng hiền tài quốc gia, mang ý nghĩa truyền thống hiếu học của dân tộc trong suốt bề dày 1.000 năm của lịch sử. Di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử Giám được thành lập từ thế kỷ 11. Nơi đây luôn giữ vai trò thờ tự, giáo dục, nho học lớn nhất, nơi đào tạo ra hàng nghìn bậc đại khoa hiền tài cho đất nước trải qua gần 1.000 năm lịch sử với biết bao trí tuệ, công sức, đóng góp của các bậc tiền nhân qua nhiều đời, nhiều thế hệ đã góp phần sáng tạo, hôn đúc, bảo tồn và lưu truyền lại cho chúng ta ngày hôm nay một di sản văn hóa vô giá của đất nước. Di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám, trong đó có 82 bia đá tiến sĩ Triều Lê Mạc là biểu tượng của nền văn hóa và trí tuệ Việt Nam là di tích lịch sử văn hóa nho học tiêu biểu nhất của thủ đô Hà Nội và của cả nước. 82 bia đá tại Văn miếu Quốc tử giám là những tấm bia tiến sĩ duy nhất trên thế giới có bài ký văn bia, không chỉ lưu danh những tiến sĩ đã thi đỗ trong các kỳ thi trải dài suốt gần 300 năm mà còn ghi lại lịch sử, các khoa thi và triết lý của các triều đại về nền giáo dục và đào tạo sử dụng nhân tài, trong đó có tác động to lớn đối với xã hội đương thời và hậu thế. Các bài văn bia còn ghi rõ ngày tháng dựng bia, tên của người soạn văn bia, người dựng bia. Điều này khẳng định tính xác thực, nguyên bản và duy nhất của tư liệu. Các văn bia đều do những danh nhân văn hóa, trí thức lớn của đất nước biên soạn, nên về cơ bản, chúng là những tác phẩm văn học vô giá những người là có tên trong cái văn bia này khi mà thấy đọc tên về trong đó thì cũng phải giật mình rằng nhà nước tôn trọng như thế nhân dân quý trọng mình như thế thì bây giờ làm như thế nào để rất xứng đáng mấy này mấy cái lòng mà mong mỏi của triều đình và cái mong mỏi của nhân dân cái ý nghĩa của cái văn bia này nó nói rõ rằng cái truyền thống của Việt Nam từ cách đây là năm sáu thế kỷ đã hết sức là tôn trọng những người trí thức mà nơi nào mà có được về trí thức là cái đó là đất nước ta mạnh. Với giá trị văn hóa và lịch sử đặc biệt, đầu tháng 3 năm 2010, 82 tấm bia tiến sĩ tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đến ngày 27 tháng 1 năm 2011, 82 bia Tiến sĩ lại được công nhận là di sản tư liệu thế giới trên phạm vi toàn cầu. Ngày 10 tháng 5 năm 2012, khu di tích quan trọng này được chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Ngày nay, Văn Miếu Quốc Tử Giám đã trở thành một khu di tích đặc biệt quan trọng, một địa chỉ du lịch văn hóa nổi tiếng của thủ đô, hàng năm thu hút hàng triệu lượt khách tham quan trong nước và quốc tế. Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng là điểm văn hóa du lịch được đón các đoàn khách quốc tế và nguyên thủ các nước đến thăm nhiều nhất. Tiểu mục ngày này năm xưa cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.